Các bạn hãy xem ở phần mô tả của video để xem cái video đấy có cho phép tái sử dụng hay không. Thì khi ta hát nó sẽ bị vi phạm bản quyền hay không vi phạm bản quyền. Đấy, xem ở phần đánh dấu ô đỏ. Cái cách xem thì như sau nhá. Để xem ở trên điện thoại. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cách hát những bài hát karaoke mà không bị vi phạm bản quyền. Đấy, trước tiên là mình mở điện thoại lên. Hát trên điện thoại và nha, cách tìm một cái bài hát mà cho phép tái sử dụng không bị phạm bản quyền. Em mở điện thoại lên này, ta vào YouTube. Sau đó ta tìm kiếm một bản hát nào đó. Đấy, ví dụ tôi vào cái trang này. Khi vào cái trang này rồi thì ta ấn vào cái góc này nhé, góc trên này này. Đấy, đây là bộ lọc của tìm kiếm. Đấy, trong cái bộ lọc tìm kiếm này thì mình sẽ tích vào những cái phần nào mình liên quan. Đấy, mình cần tìm kiếm. Đấy, ví dụ mức độ liên quan đây là liên quan đến hát karaoke nhé, thì mình tích vào đây. Đấy, chọn tất cả này. Và cái thời gian tải lên thì ở mọi thời điểm anh tích vào đó. Cái thời gian thì là bất kỳ, không hạn chế cái thời lượng nào cả, bài hát nào cũng được, dài ngắn được, có thể là một bài hát hay là liên khúc. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải tích vào cái dòng này. Đây, giấy phép. Đấy, đây là giấy phép common này, tức là cho phép tái sử dụng, ta tích vào đây. Đấy, tích vào cái chỗ dòng giấy phép này, đây là cho phép tái sử dụng nhé. Sau đó ta quay lại, ấn nút quay lại thì nó sẽ trên màn hình sẽ hiện ra những bài hát mà cho phép chúng ta tái sử dụng. Đấy, đây ví dụ như là cái bài này chẳng hạn nhé. Đây, ví dụ như cái bài này để cho nó chạy hết quảng cáo đi đã. Cho chạy hết quảng cáo đi. Thì làm cách nào để mà ta biết cái bài hát này là cho phép để tái sử dụng? Thì ta ấn vào đấy, thấy nhá. Quay lại này. Ấn cái dấu tích này này, ở góc này. Thì nó sẽ hiện lên cái nội dung, cái mô tả của cái video này. Ta tua xuống dưới cùng cái chỗ phần mô tả này. Đây. Thì phần dưới mô tả người ta sẽ YouTube sẽ ghi này, cái giấy phép này. Đấy. Đấy, giấy phép này để cho phép này, tái sử dụng. Đấy. Đấy, cứ làm như thế thôi. Thế là như cái bài hát này nhé, là cho phép tái sử dụng, là sẽ hát karaoke vô tư, không có bị vi phạm bản quyền. Và bất cứ một bài hát nào có thể mình thích, mình có thể ấn vô này để mình xem có được mình sử dụng hay không, thì mình xem một cái phần đó. Đây, ví dụ như là ở trong cái này tôi tìm thấy, ví dụ như bài này chẳng hạn. Đấy, ấn vào phần mô tả nhé, xong rồi tua lên xem ở cái phần dưới người ta ghi giấy phép là như thế nào. Đây, giấy phép ghi công cho phép tái sử dụng. Đấy, bất cứ cái bài nào các bạn muốn kiểm tra là người ta có cho sử dụng là tái sử dụng hay không ấy, có vi phạm bản quyền hay không ấy, thì ta xem ở đây phần mình mô tả chia sẻ video bạn vào cách hát những bài hát karaoke mà không bị thế nhá, vi phạm bản quyền. Đấy, trước tiên là mình mở điện thoại lên, hát trên điện thoại và nha, cách tìm một cái bài hát mà cho phép tái sử dụng không vi phạm bản quyền. Em mở điện thoại lên này, ta vào YouTube. Sau đó ta tìm kiếm một bản hát nào đó. Đây, ví dụ tôi vào cái trang này. Khi vào cái trang này rồi thì ta ấn vào cái góc này nhé, góc trên này này. Đấy, đây là bộ lọc của tìm kiếm. Đấy, trong cái bộ lọc tìm kiếm này thì mình sẽ tích vào những cái phần nào mình liên quan. Đấy, mình cần tìm kiếm. Đấy, ví dụ mức độ liên quan đây là liên quan đến hát karaoke nhé, thì mình tích vào đây. Đấy, chọn tất cả này. Và cái thời gian tải lên thì ở mọi thời điểm anh tích vào đó. Cái thời gian thì là bất kỳ, không hạn chế cái thời lượng nào cả, bài hát nào cũng được, dài ngắn được, có thể là một bài hát hay là liên khúc. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải tích vào cái dòng này. Đây, giấy phép. Đấy, đây là giấy phép common này, tức là cho phép tái sử dụng, ta tích vào đây. Đấy, tích vào cái chỗ dòng giấy phép này, đây là cho phép tái sử dụng nhé. Sau đó ta quay lại, ấn nút quay lại thì nó sẽ trên màn hình sẽ hiện ra những bài hát mà cho phép chúng ta tái sử dụng. Đấy, đây ví dụ như là cái bài này chẳng hạn nhé. Đây, ví dụ như cái bài này để cho nó chạy hết quảng cáo đi đã. Cho chạy hết quảng cáo đi. Thì làm cách nào để mà ta biết cái bài hát này là cho phép để tái sử dụng? Thì ta ấn vào đấy, thấy nhá. Quay lại này. Ta ấn vào cái dấu tích này này, ở góc này. Thì nó sẽ hiện lên cái nội dung, cái mô tả của cái video này. Ta tua xuống dưới cùng cái chỗ phần mô tả này. Đây.
thì phần dưới mô tả người ta sẽ YouTube sẽ ghi này, cái giấy phép này, đấy. Cái giấy phép này để cho phép tái sử dụng đấy. Đấy, cứ làm như thế thôi. Thế là như cái bản này nhé, là cho phép tái sử dụng là sẽ hát karaoke vô tư, không có bị vi phạm bản quyền. Và bất cứ một bài hát nào có thể mình thích, mình có thể ấn vô này để mình xem có được mình sử dụng hay không, thì mình xem một cái phần đó. Đây, ví dụ như là trong cái này tôi tìm thấy, ví dụ như bài này chẳng hạn. Xong rồi tua lên xem ở cái phần dưới người ta ghi giấy phép là như thế nào. Đây, giấy phép ghi công cho phép tái sử dụng. Đấy, bất cứ cái bài nào các bạn muốn kiểm tra là người ta có cho sử dụng là tái sử dụng hay không ấy, có vi phạm bản quyền hay không ấy, thì ta xem ở cái phần mô tả của cái video đó. Thế nhá, chào các bạn.